Ok, xin chào các bạn. Ở trong video này thì mình sẽ nói cái lý do vì sao mà chúng ta quên đi kiến thức hay là quên đi những cái thứ khác. Thứ hai là chúng ta ôn tập làm sao để cho cái trí nhớ chúng ta được lưu trữ nó dài hạn, nó mãi mãi. Thì nguyên nhân á mà chúng ta quên kiến thức á là nguyên nhân thứ nhất là do chúng ta không có tập trung. Nguyên nhân thứ hai là do kiến thức nó nhàm chán quá. Để mà chúng ta nhớ được kiến thức á thì đầu tiên là chúng ta phải tập trung, loại bỏ tất cả những cái điều nào mà làm cho chúng ta mất tập trung, ví dụ như điện thoại hay là không gian hay là những cái khác. Còn cái chuyện thứ hai á đó là chúng ta phải biến những cái kiến thức mà chúng ta học á trở nên sinh động bằng cách là chúng ta chuyển những cái kiến thức mà chúng ta học được về những cái hình ảnh gần gũi, vui vẻ, dễ nhớ, dễ hiểu. Và lúc đó đó thì mình sẽ nhớ được kiến thức nó dễ hơn. Khi mà mình đã nhớ được một cái kiến thức nào đó thì cái điều rất là quan trọng nữa đó, đó là mình phải ôn tập. Thì theo nghiên cứu khoa học á, một cái thông tin hay một cái kiến thức mà mình đã nhớ rồi đó mà mình muốn nhớ dai thì mình phải có thời gian ôn tập. Đây là cái biểu đồ thời gian mà các nhà khoa học đã nghiên cứu về trí não, về khả năng ghi nhớ của con người. Thì khi mà cái lượng kiến thức mà chúng ta nhớ được 100% cột đứng nè, remember phần trăm, có nghĩa là kiến thức mà mình đã nhớ nè, ví dụ như ở lớp mình học đi, class là lớp mình học, mình nhớ được cái lượng kiến thức là 100%, thì cái lượng kiến thức này á, nếu như mà mình không sử dụng á, hay là không ôn lại á, thì nó sẽ quên đi theo thời gian. Để mà mình nhớ được cái kiến thức mà mình vừa học được dai, được lâu, được dài, lưu vào trí nhớ dài hạn á, thì mình phải ôn lại. Thì theo nghiên cứu khoa học á thì sau 10 phút á thì chúng ta ôn lại cái kiến thức mà chúng ta học một lần, là cái lần ôn đầu tiên. Lần ôn thứ hai á đó là sau 24 giờ, có nghĩa là sau một ngày đó, thì chúng ta ôn lại một lần nữa cái kiến thức mà chúng ta đã học. Lần thứ ba đó là chúng ta ôn lại kiến thức mà chúng ta đã học sau một tuần, 1 week này, là sau một tuần này, đó là lần thứ ba. Và lần thứ tư á, là chúng ta phải ôn lại kiến thức mà chúng ta đã học sau 1 tháng. Khi mà chúng ta ôn á, thì cái kiến thức nó giúp chúng ta nhớ 100% trở lại, còn mình không ôn á, thì nó giảm xuống. Và lần thứ năm mình ôn tập đó, đó là sau 3 tháng. Khi mà mình ôn tập 5 lần này, có nghĩa là kiến thức mình đã lặp đi lặp lại 5 lần, mình đã sử dụng từ 5 lần trở lên, thì lúc đó là kiến thức nó sẽ đi vào trí nhớ dài hạn. Và lúc đó là kiến thức là mình nhớ rất là dai, rất là dài, rất là dễ. Bởi vậy mà chúng ta muốn nhớ một cái kiến thức nào đó cần nhớ, thì chúng ta hãy lập ra kế hoạch để mà chúng ta ôn tập theo cái biểu đồ này mà các nhà khoa học đã nghiên cứu.